Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Giải trí Mới vừa ra cục cảnh sát, tiết mục tổ bị tận diệt, tô triệt xuyên qua. Tin tốt Xuyên qua thành, nắm nhà, đạo diễn tin xấu. Nhà bị trộm, toàn bộ tổ làm chương trình đều bị đại đội quét dọn dọn sạch sẽ tô triệt nói, hắn sẽ tự mình mở cửa. Từ hai bàn tay trắng tổ tiết mục, từng bước một phát triển, cuối cùng phát triển thành giới giải trí đứng đầu vốn liếng đến cuối cùng mọi người kinh ngạc phát hiện người đàn ông kia quấy rối toàn bộ giới giải trí hướng tới để cho nghệ nhân ngôi sao trồng trọt bẻ ngô anh quản đây là trải nghiệm cuộc sống cực tuyển trước nổ xe sau nổ phòng anh nói kinh phí này có hạn quay phim tình yêu toàn bộ nữ khách quý chỉ động tâm với đạo diễn rốt cuộc ai mới là nhân vật chính quay phim bảo táp được ăn cả ngã về không bắt đầu chính thức gọi không giống diễn đến cục chuẩn bị một vụ án dương mật người đàn ông kia có thể một tay nắm lấy chúng bạch lộ cái miệng nhỏ nhắn của tôi rất trơn thử xem sao tôi mặc tơ đen rồi có thể giảng kịch bản cho tôi không họp báo phóng viên tin trên mạng giới giải trí có loạn hay không tôi triệt định đoạt ngài thấy thế nào văn lầm lẫn giả dối mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Toàn bộ tổ chương trình bị tận diệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Họ tên Tô Triệt Năm mấy Thời gian học tập kéo dài hai năm rưỡi. À, năm ba Trong ánh mắt nghi hoặc của nhân viên chấp pháp, ánh mắt mê mang của Tô Triệt hơi sáng tỏ, đổi giọng trả lời. Ừ, được rồi, về đi, di động nhớ giữ thông suốt, đến lúc đó có tin sẽ liên lạc với anh. Về phần các ngươi tiết mục tổ những người khác, bởi vì tình huống tương đối phức tạp còn cần phối hợp điều tra, nếu như các ngươi có cái gì dị nghị lời nói có thể. Nhân viên chấp pháp mặc đồng phục đối diện, một bên thu thập văn kiện hồ sơ trong tay không ngừng dặn dò. Trong giọng nói có một loại ý tứ dạy dỗ. a à, được. Tô Triệt không nghe xong, chỉ đơn giản trả lời vài câu, sau đó đứng dậy rời khỏi cục chấp pháp đi ra cửa những cơn gió lạnh của đêm đến đầu óc tô triệt tỉnh táo hơn một chút hắn nhìn phong cảnh ban đêm bên ngoài trong ánh mắt lộ ra một chút phức tạp vô số ký ức xa lạ lại quen thuộc giống như là phim điện ảnh mở ra chiếu lại phản chiếu ở trong đầu đây là xuyên qua a à? hơn nữa xuyên qua tới thế giới là cái không quá giống nhau thế giới ví dụ như thương lão sư thật sự chính là một lão sư mặc quần áo di di là công tử tập đoàn tài chính hầm gia phả từng ở truyền thông tuyên bố ghét nhất chính là âm nhạc doanh nhân nổi tiếng mã hoa đằng bước vào ngành công nghiệp giải trí nhiều lần công khai lên án trò chơi trực tuyến đầu độc thiếu niên ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước nhìn xem đây mẹ nó là tiếng người sao rất khó đánh giá bản thân tôi triệt nguyên tốt nghiệp khoa đạo diễn bắc điện ưu tú mang theo vô số hào quang tốt nghiệp. Vừa bước vào làng giải trí, vừa vặn đã có phú bà da trắng mỹ mạo, chân dài 36 dê bỏ lại đầu tư toàn lực ủng hộ tô triệt đóng phim. Trước mắt có một cơ hội ít đi đường vòng mấy chục năm như vậy bày ra trước mặt mình. Hắn do dự hai giây liền đồng ý. Nhưng không ngờ. Đêm đó, chỉ là cùng đối phương qua lại giao phong 15 hiệp, đang tiếp nhận phun ra nuốt vào, tập hợp lại, sắp mở khóa một đêm 16 lần danh hiệu trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì đã xuyên qua. Thục nữ là tốt, bất kể là kỹ thuật hay là nhiệt tình đều rất tốt. Nhưng không phải người bình thường thật chịu không nổi. Nghĩ về điều đó. Khuôn mặt tuấn tú của tôi triệt lộ ra một tia phiền muộn. Đúng lúc đó. Một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến. Tô Triệt, cậu ra rồi. Tô Triệt nghe được thanh âm nhìn qua một nữ sinh đội mũ vẻ mặt mừng rỡ chạy vội tới, buộc tóc đuôi ngựa, đuôi ngựa phía sau theo gió lay động, phi thường thanh xuân. Lưu Kỳ. Tô Triệt nhìn thấy người tới, theo bản năng thốt ra. Ấn tượng đối với nữ sinh cũng dần dần rõ ràng. Lưu Kỳ, biên đạo tổ tiết mục, phụ trách phần ghi hình của chương trình. Thân cao 1m6, tóc dài, thích ăn đồ ngọt, 36A, thích mặt màu trắng. Tô Triệt không để lại dấu vết liếc nhìn cô gái nhấp nhô bằng phẳng. Âm thầm lắc đầu. Tuổi còn trẻ đã có sân bay thuộc về mình, ừ không tệ. Ồ, đúng rồi. Rất trùng hợp chính là, thân phận hiện tại của Tô Triệt là đạo diễn thực tập của chương trình giải trí. Chương trình giải trí chậm, ngôi nhà nắm. Chương trình giải trí này ở kiếp trước, có thể nói là rất hot. Nhưng trong thế giới này, các chương trình chỉ mới bắt đầu được sản xuất và thậm chí quá trình sản xuất còn hơi gập ghềnh. Cô gái nhận ra ánh mắt thương hại của Tô Triệt. Cả người có chút mất tự nhiên. Làm gì? Nhìn tôi như vậy. Tô Triệt nghiêm trang phủ nhận. Không có gì, sao chỉ có một mình cậu? Nói xong, hắn nhìn chung quanh, muốn nhìn thấy những người khác thân ảnh. Nhưng mà cái gì cũng không thấy, trống rỗng. Lưu Kỳ nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ lập tức sụp xuống có thể chủ trì đại cục đều đi vào chỉ có mấy người còn lại ở địa điểm quay chụp trông coi máy móc tôi bởi vì không có chuyện gì cho nên liền tới xem tình huống chuyện xảy ra hôm nay thật kỳ diệu nguyên chủ thân là đạo diễn thực tập của nhà nắm vốn hôm nay một đám nhân viên công tác và đạo diễn của nhà nắm bọn họ đã tiến hành thảo luận nghiên cứu về buổi trình diễn trực tiếp đêm nay đàm phán xong đại khái chi tiết về sau đều tự trở lại phòng của mình. Nhưng mới trở về không bao lâu. Phía dưới khách sạn liền truyền đến tiếng vải bố vách tường. Sau đó một đội mặc đồng phục, tay cầm côn cảnh sát nhân viên chấp pháp phá cửa mà vào, đem tiết một tổ người đều mang đi. Nguyên chủ bởi vì một màn bất thình lình này, trực tiếp bị dọa té xỉu. Đến khi tỉnh lại, người đã là Tô Triệt hiện tại. Bất quá, tình huống của Tô Triệt không giống với những đồng nghiệp bị bắt đi khác những người khác gian phòng là thật sự có giày trang diễm thải tiểu thư đi theo bị kéo ra mà phòng của mình thì chỉ có một mình hắn hiện tại xem ra nơi này hết thảy đều lộ ra cổ quái a tôi triệt xoa cầm. cái này nếu là không có mờ ám hắn trực tiếp đứng ngược gội đầu đúng rồi tổ tiết mục của chúng ta còn có đạo diễn không nghĩ đến chương trình truyền hình trực tiếp tối nay cũng sắp đến tôi triệt vội vàng hỏi ngược lại lưu kỳ lắc đầu không có à này mọi người đều bị tận diệt rồi sao kỳ thật cũng không phải còn có người lưu kỳ không có nói tiếp mà là ánh mắt sáng quắc nhìn nam nhân thanh tú đẹp trai trước mắt nhìn ta làm gì tuy rằng ta đẹp trai ngươi cũng không thể tôi triệt đang muốn trêu chọc vài câu nhưng nói được một tiếng rưỡi thì dừng lại khó có thể tin được chỉ còn lại tôi đó chẳng phải là muốn ta đỉnh lên sao kỳ thật hình như cũng không phải không được nhà nắm nhất định sẽ cháy cái này xem như tiện nghi cho mình lưu kỳ ngượng ngùng gật đầu đúng chỉ có một mình anh tiết mục tối nay sẽ phát sóng hơn nửa đài truyền hình xoài bên kia đã không ngừng gọi điện thoại tới thúc giục tiến độ còn nói vì sao điện thoại của đạo diễn nhà sản xuất đều không gọi được mang quả đài cho chúng ta xem chương trình vàng nếu không phát sóng trực tiếp có thể nói là sự cố phát sóng trực tiếp rất trọng đại ít nhất trước chống đỡ một chút đến lúc đó nói sau nói đến phần sau thanh âm lưu kỳ càng ngày càng thấp đùa thôi mọi người đều đã đi vào làm sao liên lạc được tôi triệt hiết sâu một hơi chấp nhận sự thật này tuy rằng hắn không có quay quá tống nghệ nhưng hắn quay quá điện ảnh hai cái này hẳn là đều là một cái tính chất trăm sông đổ về một biển tống nghệ cái đồ chơi này cũng không thể so với điện ảnh khó đi trên đường về. Đột nhiên nghĩ đến hiện tại tổ tiết mục hình như không có người nào có thể dùng. Hiện trường cũng là một mớ hỗn độn. Nhiều chuyện phiền lòng chồng chất như vậy, phải để cho hắn đi xử lý. Càng nghĩ càng giận. Giữa đường, tô triệt đột nhiên dừng bước. Lưu kỳ nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Tô triệt bất thình lình bật ra một câu. Mết, hoàng mổ ta cùng bài đọc bất cộng đái thiên. Hả? vẽ mặt lưu kỳ viết hoa dấu chấm hỏi. TS Manh tân tác giả ở chỗ này quỳ cầu độc giả các đại thần, đầu cái hoa tươi, đánh giá thiên, nguyệt phiếu, nếu có số liệu, mười càng dâng lên. Chương 02 Ai đồng ý, ai phản đối? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên đường trở về, tô triệt tinh tế suy nghĩ xem nên chỉnh hợp và hợp nhất những người còn lại như thế nào. Mục tiêu của hắn không chỉ là thuận lợi vượt qua cửa ải này, mà là muốn cho tiết một bùng nổ, từ đó đánh ra danh tiếng của mình. Tô Triệt biết rõ, nếu muốn lăn lộn tốt, nhất định phải ra ngoài làm một mình. Dù sao đội ngũ chế tác nhà nắm hiện tại của bọn họ là truyền thông Hòa Tâm, là thành viên tổ chức do cựu tổng giám đốc Lâm Tinh Vệ Vương Chính Vũ dẫn ra. Sau khi truyền thông Hòa Tâm lên kế hoạch cho chương trình giải trí chậm, nhà nắm đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Lâm Tinh Vệ thị. Nó được sản xuất bởi Wang Yengushe Huéhead Media và sau đó được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Blue Star. Đó là sự phân chia sản xuất. Vốn đang nói chuyện rất tốt, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng khi truyền thông hòa hưng đã giải quyết xong mọi chuyện, sẽ chờ đến khi bắt đầu phát sóng trực tiếp. Lão lục này đột nhiên đổi ý, nói lịch trình khẩn trương, nhà nắm tạm thời không thể phát sóng ở Lam Tinh. Chờ chút cái này vừa ra trực tiếp đem vương chính vũ một đám người trợn tròn mắt cái này cũng giống như nữ bồ tát tỉ mỉ ăn mặc dị thường xinh đẹp vừa ngực to vừa phẫu thuật thẩm mỹ đồng phục tơ đen các loại búp đều gia trì xong còn thiếu lớn tiếng hô hướng ta nã pháo nhưng người đàn ông tạm thời thay đổi ngại quá chờ một chút được chính là được không được chính là không được chờ một chút tính là mấy ý tứ đài phát sóng thả bồ câu bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm đài khác hợp tác. nhưng quan niệm giải trí với tiết tấu chậm này không được các nền tảng lớn ưa chuộng, cho nên tiến độ hết đường xoay sở. ưu ái đằng tam đại bình đài hoặc là đài truyền hình đều đem bọn họ cự tuyệt ngoài cửa. dự án cũng bị gác lại. đang lúc mọi người đau đầu, đều là nhà đầu tư, cô giáo hà thân là người dẫn chương trình chủ động nối máy, đưa dự án giải trí này vào đài truyền hình xoài để đàm phán. Kết quả cuối cùng chắc chắn là một thành công. Thầy Hà Thân là một trong những trụ cột của đài xoài, chút mặt mũi này đài xoài vẫn sẽ cho. Vì vậy, truyền thông hòa tâm cuối cùng đã đạt được hợp tác với mang quả đài. Trong đó một điều lệ hợp tác chính là, với tư cách là đạo diễn thực tập của đài xoài, tô triệt gia nhập chương trình nhà nắm. Đúng, đúng vậy, trên nguyên tắc tô triệt là đạo diễn của mang gô đài. Mang quả đài chỉ là ý tượng trưng một chút cũng không để ý đến tiết mục này, tùy tiện phái người một nhà đi qua chú ý tình huống. Kỳ thật nội bộ bọn họ cũng không cảm thấy loại tiết mục này có thể nổi tiếng, chỉ là bởi vì mặt mũi của thầy Hà, hơn nữa thanh danh của Hoàng Lũy, cho nên thử một chút. Vạn nhất kiếm lời thì sao? Mà cùng tâm truyền thông đồng dạng cũng không có để ý hắn là đạo diễn thực tập, chỉ coi mình là một hộ quan hệ. Dù sao người đứng đắn ai sẽ phái cái thực tập sinh tới liên hệ, còn trẻ như vậy, da mình thịt non, nhan sắc cao, nhìn tự như tiểu bạch kiểm. Nhưng bọn họ cũng không khinh thường tô triệt. Bởi vì nguyên nhân quan hệ song phương hợp tác, thậm chí còn rất chiếu cố. Chỉ bất quá, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Hiện tại cục diện này phải do tô triệt hắn đi học thời gian dài 2 năm rưỡi, thích hát, nhảy rap, chơi bóng rổ đạo diễn đến khống chế cục diện. Lúc tô triệt và Lưu Kỳ quay lại hiện trường, đã là 9 giờ rưỡi tối địa điểm quay phim nằm ở vùng ngoại ô xa xôi của thủ đô trên ngọn núi thấp cánh đồng khắp nơi bóng cây rậm rạp gió đêm mùa hè cũng có chút rét thấu xương trong sân nhà nắm cổ kính cũ kỹ tôi triệt rốt cục nhìn thấy nhân viên công tác hiện tại không nhiều lắm những người này top năm top ba rải rác ở bốn phía đình viện trên mặt mỗi người bọn họ đều ủ rũ nhìn cảm xúc không cao thấy vậy tôi triệt cảm giác không được tốt lắm cái này có thể so với bắt đầu một con chó, trang bị đều toàn dựa vào cước. Mau nhìn, người đã trở lại. Có người nhìn thấy Tô Triệt và Lưu Kỳ, đột nhiên hô to. Quay lại. Mọi người còn lại nghe vậy, nhất thời xôn xao, thần sắc phấn chấn nhìn sang. Phát hiện chỉ có Tô Triệt và Lưu Kỳ. Có người chưa từ bỏ ý định, gắt gao nhìn chầm chầm phía sau bọn họ, ý đồ muốn nhìn thấy bóng dáng đạo diễn, giảm chế đám người nhưng một câu nói của Tô Triệt đã dập tắt hy vọng của mọi người. Đừng nhìn nữa, chỉ có hai chúng ta, những người còn lại đều còn ở cục cảnh sát uống trà. Nếu vận khí không tốt, phụ thân hơn 60 tuổi của Vương Chính Vũ có thể không thể nhập ngủ, thi công chức. Tô Triệt muốn dùng một câu chuyện cười để xoa dịu cảm xúc. Bất quá thật đáng tiếc, không khí có chút xấu hổ. Mọi người cô đơn cúi đầu. Trong lúc nhất thời, tiếng thở dài nổi lên bốn phía xong đời rồi tiết mục quay không nổi nữa ai mắt thấy phát sóng trực tiếp thời gian đều muốn tới hiện tại chủ trì đại cục người đều không ở làm sao vậy a à? mấu chốt là đài truyền hình bên kia nên ứng phó như thế nào không hoàn thành hiệp định nhưng là vi phạm hợp đồng các loại thanh âm lo lắng hiện lên bọn họ thân là một phần tử của đoàn đội hiện tại công ty xảy ra vấn đề bát cơm của bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng Thấy mọi người tiêu cực như thế, Lưu Kỳ đi lên phía trước muốn mở miệng an ủi mọi người. Nhưng Tô Triệt đi trước cô một bước, sau khi lắc đầu kéo đối phương ra sau lưng. Lập tức vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người trước mặt. Ngữ khí bình thản nói: "Không hoảng hốt, sự tình cũng không có xấu như vậy, vẫn có tin tức tốt." "Có tin tốt không?" Mọi người nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc chống lại Tô Triệt. "Tin tức tốt gì?" đã như vậy rồi còn có thể có tin tức gì tốt tin tốt ta vẫn còn mọi người tin ta chúng ta chống đỡ một chút tô triệt chỉ chỉ mình khẽ cười nói cái gì ngươi tới cậu có thể không cậu tới đi đừng đùa tô triệt đúng vậy cũng đã là tình huống này rồi đừng nháo cái này đối với tin tức này không ai tin tưởng các loại thanh âm không tín nhiệm một đạo âm dương quái khí vang lên thôi tuổi còn nhỏ biết cái quái gì đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ không thấy tất cả mọi người bề bộn nhiều việc sao tôi triệt nheo mắt nhìn về phía người phát ra âm thanh kia có chút ý tứ a à, lúc này đứng ra người này dáng người có chút nhỏ gầy làn da ngâm đen khuôn mặt hèn mọn thoạt nhìn giống một con khỉ gầy lưu kỳ cả giận nói ngô năng anh có ý gì ngô năng biểu môi khinh thường nói tôi có ý gì không biết Tô Triệt đến mạ vàng, mọi người nói có đúng không? Mọi người không nói gì, không phản bác cũng không đáp lại. Lưu Kỳ quả thực sắp tức nổ tung, không chỉ có Ngô Năng, mà mọi người im lặng không lên tiếng. Nàng sốt ruột nói: "Không phải, mọi người. Lưu Kỳ không có việc gì." Tô Triệt mở miệng. Lưu Kỳ há miệng, muốn nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt của Tô Triệt ngăn lại, vì thế không nói tiếp nhưng đôi mắt tràn đầy phẫn quốc nhìn mọi người trước mặt. Cô không hiểu, đã đến lúc này rồi, tại sao mọi người vẫn không thể đoàn kết lại, ứng phó với quá khứ trước. Trấn An lưu kỳ xong. Tô triệt thờ ơ đi tới trước mặt Ngô Năng. Cậu tên là Ngô Năng. Chiều cao của hai người có chênh lệch nhất định. Ngô Năng bị nhìn xuống chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô cùng không thoải mái. Đúng, tôi chính là Ngô Năng, sao vậy? Tôi tô triệt nhẹ giọng ồ một câu, kế tiếp không có động tác tiếp theo, chỉ là đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú ngô năng. Không khí trong nháy mắt như ngưng động. Người chung quanh chỉ cảm thấy một cổ cảm giác không thoải mái khác thường xuất hiện trong lòng. Mà ngô năng vẫn bị nhìn chăm chú càng thêm khó chịu, hắn chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, như mang lại đâm, như nghẹn ở cổ họng. Chịu không nổi hắn, đỏ mặt, hắn giọng hô. Ngươi làm gì vẫn nhìn ta? có chuyện nói mau. Tô Triệt buông tay, cười khẽ. Nhìn kìa, nóng nảy. Tào Tháo. Lời này nhẹ nhàng bay bổng, làm cho ngô năng tự động viên mình giống như là đánh vào bông vải, trong nháy mắt bị tức học máu. Hắn tức giận công tâm. Ngươi. Tô Triệt xua tay ngắt lời đối phương, có chút không kiên nhẫn. Cậu là quay phim đúng không? Buổi phát sóng trực tiếp tối nay cậu trở về đi, không cần cậu nữa. Người này vách đá dựng đứng có vấn đề, nhưng hiện tại thời gian quá gấp, không có thời gian quản ngô năng này. Sau đó hắn tiếp tục nhìn về phía bốn phía khác trầm mặt xem kịch mọi người. Nếu có ai muốn đi theo cùng nhau trở về, vậy đi theo cùng nhau trở về, ta mặc kệ hắn, đêm nay tiết mục tổ đột phát sự cố, ta làm tiết mục tổ duy nhất đạo diễn, hiện tại do ta tiếp nhận. Tất cả đều do ta định đoạt. Sau khi nói xong, bình tĩnh nhìn mọi người. Ai đồng ý, Ai phản đối? Chương 03 Lập uy, tiết mục trù bị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Yên tĩnh, yên tĩnh như chết Bị tô triệt tuyên thể làm chủ đạo Tâm thần mọi người không khỏi hoảng hốt Lưu Kỳ vẻ mặt sùng bái nhìn tô triệt Trong khoảnh khắc đó Cô dường như nhìn thấy ánh sáng Quá đàn ông Ngô năng từ trong chấn nhiếp khôi phục lại Nhìn thấy mọi người tự hồ có chút mơ hồ bị thuyết phục không khỏi sốt ruột tức giận thất bại nói cậu là cái thá gì cậu nói cái gì chính là mọi người đừng nghe hắn hắn có thể hiểu cái gì quay phim lát nữa tiết mục bị làm hỏng bét còn không phải chúng ta gặp nạn sao đến lúc đó hắn vỗ mông trở về rắm gì không có không thể không nói lời này làm cho nhân viên công tác còn lại hơi tỉnh táo lại tôi triệt thấy tình hình này không muốn uy vọng của mình bị ảnh hưởng Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn Ngô Năng. "Ngươi còn so tài nữa, có tin ta cho ngươi một quyền hay không?" Nếu như lúc trước chỉ là hoài nghi Ngô Năng này có thể có vấn đề, nhưng hiện tại Tô Triệt đã có thể cơ bản xác định, người này khẳng định không đúng. Quá nhảy nhót. Các loại biểu hiện đều phi thường không thích hợp. Bất quá, hiện tại Tô Triệt không rảnh để ý tới hắn, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề. "Ngươi dám?" Ngô Năng cắn răng nói ngươi có thể thử xem ta có dám hay không mau cúc ngô năng giật nảy mình thân thể hơi run lên nhìn thấy trận thế này của tôi triệt không giống giả hắn có chút lùi bước nhưng vì không muốn mất mặt anh cố gắng chống đỡ không phải tôi sợ cô tôi không rảnh ở đây hồ nháo với cô lập tức nhìn về phía mọi người giật dây mọi người đi theo ta ở lại đây chỉ có thể lăn qua lăn lại với tên mặt trắng này nhưng mà đáp lại hắn là một hồi trầm mặt. Không ai phụ họa. Tô Triệt hài lòng gật đầu. Lúc này mới đúng. Có câu nói rất hay, một tháng mới mấy ngàn đồng, chơi mạng gì chứ? Hoặc là người này có vấn đề, hoặc là ngu ngốc. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều là người làm công bình thường, không ai nguyện ý vô duyên vô cớ tìm việc. Tuy rằng nghi ngờ năng lực của Tô Triệt, nhưng hiện tại quả thật chỉ có một đạo diễn là đối phương, hơn nữa việc cấp bách bây giờ chính là xử lý công việc truyền hình trực tiếp. Ngô Năng thấy không ai đáp lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Các ngươi cùng hắn náo loạn đi, ta xem các ngươi có thể làm ra trò gì, lão tử không phụng bồi. Lúc này, Tô Triệt đột nhiên giơ tay lên. Ngô Năng cho rằng Tô Triệt muốn động thủ, nhất thời bị dọa vỡ mật. Bình thường chạy trốn. Tô Triệt khó hiểu nhìn mọi người, duỗi lưng. Ta liền duỗi lưng một cái, người sao lại bỏ chạy, nhát gan như vậy. Mọi người âm thầm chăm chọc. Tin ngươi cái quỷ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tô triệt nắm tay, nếu ngô có thể đi trễ nửa giây. Nói không chừng thật sự sẽ cho một quyền ra ngoài. Mà giờ khắc này, bọn họ cũng ý thức được, tô triệt trước mắt giống như tô triệt vô hại, giống như không phải một người. Ân, ừ, không sai, xem ra tất cả mọi người vẫn là phi thường hiểu lý lẽ nha, nếu mọi người lưu lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định đều là muốn đem tiết mục hảo hảo quay tiếp. Như vậy tổ tiết mục tiến hành như thế nào, kế tiếp nên nghe tôi, không có ý kiến chứ? Tô Triệt nói. Lưu Kỳ dẫn đầu, giơ tay nói. Không có ý kiến, tôi nghe Tô Triệt. Khi những người khác nhìn vào tôi, tôi nhìn vào bạn. Không có ý kiến. Đáp lại có chút thưa thớt. Bất quá, coi như là có một khởi đầu tương đối tốt. Tô Triệt cũng không trông mong mọi người chỉ nghe mình nói vài câu liền lập tức thần phục. Hắn không họ dịp, lâm, tiêu, sở, không có tự mang vương bá khí. Ngoại trừ Lưu Kỳ, nàng là một hoa si, dám định xong. Được, nếu đã không có ý kiến, vậy mỗi người trở lại vị trí của mình. Ánh đèn sáng một chút, phải ấm một chút, tôi muốn tạo ra cảm giác ấm áp. Chụp ảnh, chia vị trí ABC. Tô Triệt bắt đầu sắp xếp ý định quay phim. Cậu phải tìm cảm giác. Những người được gọi đến đã đến vị trí của họ theo yêu cầu. Phải nói là nghe những mệnh lệnh này. Có không ít người không khỏi an tâm không ít. Không bao lâu, tất cả mọi người trở lại vị trí của mình. Tô Triệt quét mắt nhìn bốn phía, không dễ phát hiện gật đầu. Cũng may tầng chấp hành vẫn còn, có thể ứng phó. Nếu không, nói không chừng hắn cũng phải trưởng cơ, bổ sung vị trí hiện tại thì có thể khống chế toàn cục tốt hơn. Thầy Hoàng đã liên lạc với thầy Hà chưa? Tô Triệt bố trí xong hiện trường, hướng bên cạnh hỏi. Lưu Kỳ nghiêm chỉnh, vừa định mở miệng. Bên ngoài phòng nắm xuất hiện tiếng ầm ầm, đồng thời kèm theo hai đạo đèn pha chiếu tới. Một chiếc SUV màu đen chậm rãi xuất hiện ở cửa. Ngay sau đó hai người đi xuống. Một người dáng người tương đối nhỏ gầy, một người thân hình tương đối mập mạp ai, thầy Hoàng, cuối cùng cũng tới, nơi này thật khó tiền. Khoan hãy nói, như vậy hẻo lánh cũng không biết Vương Chính Vũ người này làm sao tìm, đúng rồi, Vương Chính Vũ người này điện thoại vẫn không gọi được, cũng không biết làm sao làm được, lát nữa nhất định phải để cho hắn tự mình kiểm điểm. Thầy Hà và thầy Hoàng vừa nói vừa cười đi vào. Họ có một mối quan hệ tốt với Oan Dung U và thường xuyên trêu chọc nhau. Đến lúc đẩy cửa gỗ ra, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt có gì đó không ổn ít người a à, nhìn thế nào là ta ảo giác sao hà lão sư hoảng hốt nói hoàng lũy ngưng trọng nhìn hiện trường không phải ảo giác tôi cảm thấy có vấn đề lấp lánh tầm mắt cô giáo hà và cô giáo hoàng trực tiếp chuyển dời đến thiếu niên thanh tú đang ngồi trên ghế đạo diễn lúc này ánh mắt ba người nhìn nhau tôi triệt mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nhoảng chỉnh tề buổi tối tốt lành hai vị lão sư còn kém các ngươi giờ này mới là chính kịch lên sân khấu chương trình quay phim có thuận lợi hay không còn phải dựa vào hai vị này chương không bốn cái này mẹ nó là minh tinh sinh tồn loại tiết mục a bạn đang nghe tại truyền chấm audio cái gì vương chính vũ đi vào hà quýnh và hoàng lũy quá sợ hãi nói nghe tôi triệt kể lại toàn bộ chuyện đêm nay bọn họ giống như đang nằm mơ quá không chân thật, quá ma huyễn. đang yên đang lành, toàn bộ tổ tiết mục liền đi vào. đây quả thực là sự kiện ly kỳ đầu tiên trong làng giải trí. cái này có chút khó tin a, à, hoàng lão sư ngươi nói có thể hay không kỳ thật đây là tiết mục trực tiếp nội dung, ác làm chúng ta. hà quỳnh vẫn có chút khó tin, nhìn chung quanh, muốn biết xung quanh có camera ẩn hay không. hắn đắm chìm trong lĩnh vực giải trí nhiều năm cảm giác đầu tiên liền hoài nghi đây có phải là phân đoạn chỉnh cổ hay không, vì tăng cường tỷ lệ người xem. Nhưng thật đáng tiếc, mặc kệ là nhìn thế nào, cũng không có phát hiện có dấu hiệu bắt đầu quay chụp. Ngay cả máy móc bốn phía sân cũng không mở ra. Tôi cảm thấy hẳn là không phải, cho dù muốn chỉnh cổ, cũng không phải tổ tiết một chỉnh cổ, nên chỉnh cổ là chúng ta, không có đạo lý làm ra chuyện này. Hoàng lũy tâm tư kín đáo, suy nghĩ một hồi liền biết, không ai sẽ mở trò đùa lớn như vậy cho nên không có khả năng là làm bậy mà là thật hà quýnh cũng là người không khéo chỉ là trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được nghe hoàng lũy phân tích cũng cảm thấy có đạo lý vậy bây giờ nên xử lý thế nào chương trình sắp phát sóng trực tiếp rồi cũng không đến mức hủy bỏ chứ vậy không được hai thanh âm đồng thời vang lên một là hoàng lũy phát ra một là tô triệt phát ra Hạ Quýnh và Hoàng Lũy nghi hoặc nhìn về phía Tô Triệt. Nhưng hai người chỉ nhìn một giây, liền ăn ý dời đi tầm mắt. So với cái này, có chút đẹp trai quá mức, bọn họ âm thầm mắng. Nhìn thêm một cái là nổ tung. Tô Triệt đúng không? Tôi rất muốn biết vì sao cô nói không được, chẳng lẽ cô có biện pháp giải quyết. Sau khi Hoàng Lũy bình phục tâm tình, không nhìn mặt đối phương, nói. Hắn nói không được, là bởi vì tiết mục này hắn cùng Hà Quýnh đều có đầu tư mà nếu như tùy tiện hủy bỏ, như vậy hiệp nghị hợp tác với mang quả đài, chính là vi phạm hợp đồng. Tổn thất kia là phi thường lớn, hoàng lũy không muốn đi thừa nhận kết quả này. Chống đỡ cũng phải chống đỡ qua đêm nay. Nhưng vì sao tôi triệt nói không được, điều này lại rất khó hiểu. Trong lúc trao đổi, bọn họ cũng đã hiểu rõ thân phận của đối phương. Đạo diễn thực tập do mang quả đài phái tới. Theo đạo lý, chính là một nhân vật mạ vàng, thành bại của chương trình không liên quan gì đến đối phương thậm chí anh còn có thể báo cáo với đài truyền hình sau khi sự cố xảy ra nói không chừng sẽ nhận được khen thưởng đó thực sự là một lựa chọn nhưng tôi triệt là một nhân sĩ xuyên không chính xác mà nói là một người treo tường mục tiêu càng lớn hơn chút chuyện tố cáo có thưởng này ai thích tới ai tới tô mổ nhân hắn không muốn làm tôi triệt bất động thanh sắc nói bởi vì tất cả đều có thể cứu vớt nhân viên còn lại của tổ làm chương trình tôi đã bố trí xong xuôi không ảnh hưởng đến quá trình quay tiếp theo hiện tại còn kém hai vị lão sư ta có lòng tin có thể quay trực tiếp thậm chí có thể gây ra nhất định tiếng vang cũng là không biết hai vị lão sư có nguyện ý hay không tin tưởng ta một hồi trước đêm đêm nay tiết mục thu tiếp nói xong nghiêm túc nhìn thẳng vào hai người hà quýnh và hoàng lũy đối mặt với ánh mắt này của tôi triệt tránh đi không để lại dấu vết. Hoàng lũy đưa tay về phía tô triệt ý bảo hai người muốn thương lượng một chút, tối nay sẽ trả lời. Tô triệt gật đầu. Chuyện này quả thật cần cân nhắc. Cho nên cứ để hai người đi thảo luận. Hắn tin tưởng, hai vị đều là người thông minh, dưới tình huống nguy cấp này, sẽ nguyện ý phối hợp. Dù sao ai cũng không muốn thua lỗ. Hoàng lũy kéo Hà quýnh qua, Đầu tiên là quan sát tình huống nhân viên công tác còn sót lại trong phòng nắm Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra đâu vào đấy Điều này cũng có thể chứng minh, người tên tô triệt này có chút trình độ Bằng không xuất hiện loại tình huống đột phát này, hẳn là bộ gián loạn hỏng bét, mà không phải là như vậy Trải qua sự đắn đo chi tiết tại hiện trường, trong lòng hoàng lũy hơi có chút chú ý Quính quính, ngươi cảm thấy được không? Hà Quýnh cúi đầu suy nghĩ một lát, bằng không thử một lần, ta thấy Tô Triệt rất tốt, không giống loại người mạnh miệng. Bình thường hắn thích dìu dắt người mới, đối với người hiền lành, hơn nữa ấn tượng đối với Tô Triệt không tệ. Cho nên vẫn có khuynh hướng lựa chọn tin tưởng đối phương. Còn nữa, hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Nhận được câu trả lời của Hà Quýnh, trong lòng Hoàng Lũy cũng có đáp án đại khái. Rối rắm một hồi. Nếu đã như vậy, vậy ngựa chết trở thành ngựa sống đi, đêm nay xem tình huống trước, dù sao cũng tốt hơn vi phạm hợp đồng. Được, vậy quyết định như vậy đi. Hai người trải qua quyết định ngắn ngủi, cuối cùng đạt được kết quả. Sau đó, bọn họ đồng loạt quay sang tô triệt. Có thể, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng nếu sự tình trở nên tồi tệ hơn. Vậy tôi cút đi. Tô triệt cướp lời. Được, hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ. Phần khó khăn nhất cũng đã được giải quyết, Tô Triệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo phải xem thao tác của hắn. Nếu đã bàn bạc xong, em sẽ làm quen với thầy Hà một chút, lúc quay sẽ không cảm thấy xa lạ. Hoàng Lũy suy nghĩ tương đối toàn diện, tuy rằng hắn đã đồng ý cho Tô Triệt làm đạo diễn tiết mục. Nhưng thân là người từng trải, hắn có thói quen tự lực cánh sinh. Đợi chương trình bắt đầu quay, lại là truyền hình trực tiếp, vạn nhất tô triệt không đáng tin cậy hắn còn có thể dựa vào năng lực lâm trận đi cứu vãn thầy hà và thầy hoàng quen biết nhau nhiều năm tâm tư đối phương anh lập tức hiểu rõ đuổi kịp thì phải đi làm quen tình huống bốn phía nhưng ngay lúc này tô triệt đột nhiên nghiêm trang gọi hai người lại hai vị lão sư so với quen thuộc hoàn cảnh còn có chuyện quan trọng hơn phải nhắc nhở hai vị hà quýnh và hoàng lũy có chút nghi hoặc quay đầu lại Tô Triệt nói. Quy trình nhà nắm cần có chút thay đổi. Cái gì biến hóa? Hà Quýnh theo bản năng nói. Tô Triệt cười khẽ. Tình tiết ban đầu là khách mời tới nhà nắm làm khách, sau đó mọi người cùng nhau vui vẻ ăn cơm nói chuyện phím đúng không? Cái này có vấn đề gì sao? Tôn chỉ của chương trình chính là tiết tấu chậm, chương trình giải trí ấm áp. Có vấn đề, vấn đề lớn đến mức có thể đi một vòng quanh trái đất. Tô Triệt không nghĩ tới, thế giới này quả thực hoàn toàn thay đổi nội dung quay ngôi nhà nắm đã thay đổi rất nhiều tuyệt đối không phù hợp với cuộc sống hướng tới mà hắn nhận thức nếu thật sự là mời người làm khách mọi người vui vẻ hòa thuận ăn cơm nói chuyện phím chương trình này tuyệt đối phải kết thúc quỷ mới đi xem nội dung nhàm chán như vậy trách không được không có nền tảng nguyện ý hợp tác điều này rất khó đánh giá cho nên để đảm bảo cho nhà nắm cháy lớn Hắn phải thay đổi. Tô Triệt nghiêm túc nói. Mời người làm khách vẫn không thay đổi, nhưng khách đến phải làm việc, ví dụ như trồng trọt, bẻ ngô các loại, đến lúc đó tôi sẽ nhắc nhở, không chỉ là khách, hai vị lão sư cũng phải làm việc. Hoàng Lũy, Hà Quýnh nghe vậy mơ hồ. Trồng trọt. Bẻ ngô. Tô Triệt tiếp tục tuyên bố. Còn có thêm phân đoạn gọi món ở nhà nắm nữa. Còn muốn gọi món ăn tôi Triệt càng tươi cười rạng rỡ. Tổ làm chương trình không cung cấp kinh phí, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều tự cung tự cấp. A, à, Hà Quýnh và Hoàng Lũy Kinh Hải. Còn có chính là... Cái này còn có. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy nghe nhiều như vậy, mọi người đều trợn tròn mắt. Thay đổi như vậy, vẫn là chương trình ban đầu sao? Đây mẹ nó là tiết mục cầu sinh của ngôi sao đi. Chương 05 Tiết mục khởi động, người đạo diễn này sáng mù ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi bị tô triệt thay đổi một loạt ý nghĩ hà quýnh cùng hoàng lũy chỉ cảm thấy cả người bị tư tưởng đã kích chưa từng thấy qua chương trình giải trí nào chế tác như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi tô triệt nhìn thấy bộ dáng thất thần của hoàng lũy và hà quýnh không khỏi cười lúc này mới đi đâu đến đó a à? tiết mục còn có rất nhiều tinh túy hắn không có bày ra hiện tại mới chỉ là muối bỏ biển mà thôi chỉ bất quá cân nhắc đến toàn bộ chỉnh đốn và cải cách sẽ làm cho mọi người không tiếp thu được hơn nữa một ít cân nhắc ác chủ bài không thể toàn bộ ra cho nên tôi triệt quyết định từ từ hai vị lão sư các ngươi trước tiêu hóa một chút ta đi qua chuẩn bị trước tốt lắm liền trực tiếp đi làm quen hiện trường nói xong lời này tôi triệt liền trực tiếp rời đi lưu lại hai người ở chỗ này hấp thu chương trình mới đám người rời đi một hồi lâu. Hoàng Lũy và Hà Quýnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thầy Hoàng, thầy nói xem. Hà Quýnh chần chờ nói. Hoàng Lũy vẽ mặt phức tạp, tầm mắt nhìn Tô Triệt đang bố trí hiện trường đâu vào đấy. Chậm rãi thở dài. Tái ông mất ngựa. Tôi cảm thấy có chút thú vị, ít nhất so với kế hoạch của chúng ta và Lão Vương còn thú vị hơn nhiều. Tuy rằng mới vừa nghe được những thay đổi này, sẽ theo bản năng cảm thấy hoang đường. Nhưng cẩn thận cân nhắc. Nhưng lại có thể phục hồi hương vị. Những người này mới tăng thêm phân đoạn, tính thú vị đặc biệt mạnh, hơn nữa cũng càng thêm chuẩn xác chủ đề. Chương trình giải trí mà, chính là giải trí đại chúng. Bình thản ăn cơm nói chuyện phím, hoàn toàn không sánh bằng nội dung tô triệt thay đổi. Anh thậm chí có thể dự đoán được, sau khi phát sóng, có thể sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng nói không chừng lần này để tôi triệt làm đạo diễn là nhặt được bảo bối hà quýnh cũng gật đầu đúng vậy thật sự là hiện thực đã dạy cho ta một bài học nếu như lúc trước hai người còn có chút hoài nghi năng lực của tôi triệt ít nhất bây giờ họ có thể yên tâm thiếu niên này ở phương diện chuẩn bị phi thường ưu tú đi thôi qua bên kia xem thử tôi cũng có chút chờ mong được phát sóng ai nói không phải chứ Hà Quýnh và Hoàng Lũy liếc nhau, đi vào phòng nắm, chuẩn bị kế tiếp. Buổi tối, 10 giờ. Mọi thứ trong phòng nắm đều đã chuẩn bị xong. Ngồi ở trên ghế đạo diễn Tô Triệt, vì bảo đảm bình thường, lần nữa cảnh cáo tất cả mọi người, đền này tiết mục tổ đột phát kịch biến không thể lưu truyền ra ngoài. Hoàng Lũy và Hà Quýnh biết sự tình nghiêm trọng, cũng lên tiếng phụ họa, ủng hộ quyết định của Tô Triệt. Một đám nhân viên công tác vội vàng gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc không lâu sau. Tô Triệt chủ động liên hệ với bên phát sóng mạng xoài, bạn bạc công việc phát sóng. Bên kia đài xoài không hề biết chuyện, cho nên bên kia đài phát sóng cũng nghiễm nhiên chỉ coi đây là quy trình bình thường. Hơn nữa đây là tiết mục của thầy Hà, bên bình đài càng thêm yên tâm lo diêm tiết mục. Sau khi tất cả mọi chuyện đã bàn xong, Tô Triệt cúp điện thoại. Tất cả mọi người tại hiện trường nhà nắm không hiểu sao bắt đầu an tĩnh lại, Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên ghế đạo diễn kia. Mọi chuyện xảy ra tối nay thật kỳ diệu. Sắp phát sóng, trong lòng không ít người khó tránh khỏi đều có chút khẩn trương. Tô Triệt chậm rãi đối diện với ánh mắt của mọi người, chậm rãi mở miệng nói, "Các bộ phận vào vị trí." Nhân viên nhanh chóng trả lời, "A vị đến. B vị đến. Bố trí đạo cụ xong rồi." ánh sáng không sao nghe tiếng lục tục vào vị trí tôi triệt nhìn về phía trung tâm toàn bộ vị trí máy bay hoàng lũy và hà quýnh hai vị sư phụ chúng tôi ok tốt tổ tiết mục khởi động theo một đạo lời nói nhẹ nhàng khí thế của mọi người tại hiện trường phát sinh chuyển biến di chuyển không khí khẩn trương cũng không còn thật giống như là thấp thỏm gần tới kỳ thi tốt nghiệp trung học Tại một khắc nhìn thấy bài thi kia, tâm tình trong nháy mắt bình phục lại. Toàn bộ hiện trường giống như máy móc khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó, trên trang hai của kênh truyền hình trực tiếp xoài, trong cột giải trí này, lựa chọn ngôi nhà nắm này được thắp sáng bởi màu xám. Trong lúc nhất thời, vô số cư dân mạng tràn vào trong phòng truyền hình trực tiếp. Từ lúc trước không lâu, chương trình giải trí mới này cũng đã tiến hành tuyên truyền ở một mức độ nhất định trên mạng nhưng mọi người không biết nhiều về chương trình này chỉ biết là người dẫn chương trình nhà nắm là thầy hoàng và thầy hà hai người này rất nổi tiếng nhất là hà quýnh hắn chủ trì đại bản doanh vui vẻ lại càng đạt tới trình độ nổi tiếng phần lớn mọi người đều là bởi vì danh tiếng của hai người này hấp dẫn tới còn nữa đài truyền hình xoài tuy rằng có rất nhiều tin xấu nhưng chương trình giải trí sản xuất ra trong ngành, ít nhất dẫn đầu phiên bản trong nước. Chương trình mới này cũng được chú ý. Đệ nhất, ta là đệ nhất, tiết mục mới ta tới khang khang là nội dung gì? Em đến vì thầy Hà, hy vọng chương trình này sẽ đẹp hơn một chút. Tôi thấy giới thiệu này là tiết mục sinh hoạt điện viên, không phải chỉ là nói chuyện phím thôi sao? Khán giả càng ngày càng nhiều, không ít người liên tục nghị luận. Tôi rất tò mò về chương trình mới này. Tô Triệt ở hiện trường nhìn thầy Hà và thầy Hoàng bắt đầu nói chuyện phím. Chương trình mới không có nhà tài trợ, cho nên cơ bản không có. Hai người bảo rất ổn, giống như là bạn cũ đang nói chuyện phím đồng dạng, thậm chí thỉnh thoảng có thể nhảy ra một ít cười điểm. Tô Triệt rút ra vài phần lực chú ý, liếc về phía Lưu Kỳ đang xem số liệu trực tiếp. Thế nào, số người phát sóng trực tiếp là bao nhiêu? Chương trình có được hay không, tiêu chuẩn đo lường là tình hình thu hình lưu kỳ ngẩng đầu sắc mặt không tốt lắm người không nhiều lắm tôi triệt nói không sao chờ một chút là được rồi phát sóng đã qua một thời gian vẫn là thầy hà thầy hoàng nói chuyện phím dọn dẹp nhà cửa trong phòng phát sóng trực tiếp có người cảm thấy nhàm chán cũng chỉ là nói chuyện phím thôi sao vậy cũng quá nhàm chán đi có thể có chút đẹp mắt hay không nếu chỉ có bạn cũ nói chuyện phím vậy tôi dứt khoát đi xem chương trình phỏng vấn xem cái này làm gì không phải chỉ là tiết mục sinh hoạt đơn thuần chứ nhìn thêm một lát nữa nếu khó coi thì đi ngay nhìn thấy màn đạn lúc này chuyển biến tôi triệt đại khái có thể đoán được kết quả này chương trình mới mà hơn nữa bên xoài mặc dù có tuyên truyền nhưng mức độ đầu tư không lớn hơn nữa cũng còn chưa tiến vào chính đề vấn đề không lớn kế tiếp xem ta phát huy Tô triệt trấn an lưu kỳ từ trên ghế đạo diễn đứng lên anh cầm loa tùy tiện đi vào sân nơi máy móc quay phim theo tôi triệt tiến vào khu vực quay phim bất kể là thầy hà thầy hoàng hay là khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp đều bị hấp dẫn chú ý đây là tình huống gì sao lại có người tới đây đậu má thằng nhãi này mẹ nó có chút đẹp trai a à? tiểu ca ca là tiểu ca ca đẹp trai mau liếm cho ta một cái cũng may có trai đẹp đẹp mắt. Phần lớn mọi người trong phòng truyền hình đều thán phục nhan sắc của Tô Triệt. Thậm chí phía trước nói thẳng muốn rời đi người, cũng không nói nữa rời đi. Lưu Kỳ đang xem truyền hình trực tiếp theo dõi thấy nội dung màn đạn, bối rối. Hướng gió này có gì đó không ổn. Tô Triệt đi tới trước mặt thầy Hà và thầy Hoàng. Dơ loa lên, cười dài nói. Đầu tiên chúc mừng chương trình của chúng ta phát sóng, bây giờ tôi sẽ giải thích cho hai vị một quy tắc của mùa này nhà nắm mỗi kỳ đều có khách đến thăm thông qua điện thoại nhà nắm của chúng ta có thể gọi món mà các ngươi là chủ nhân phải thỏa mãn nhu cầu của khách tuy nhiên vì kinh phí của nhóm chương trình có hạn nhà nắm của chúng tôi không có vốn khởi động và tất cả các chi phí đều phải tự cung tự cấp hà quýnh và hoàng lũy cho dù đã sớm biết tin tức cũng lộ ra biểu tình kinh hãi nhưng mà tôi triệt chuyển đề tài xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tổ làm chương trình có thể cung cấp cho mọi người con đường kiếm tiền bốn phía nơi này đều là đồng ruộng và đất ngô chỉ cần làm ruộng và hái ngô hoặc tiến hành gia công nguyên vật liệu là có tiền công như vậy có thể dùng tiền đổi nguyên liệu nấu ăn với chúng ta nói xong một máy bay trong đó chuyển hướng ruộng đồng và thảm thực vật khắp nơi diện tích phi thường to lớn quy tắc này vừa tuyên bố phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nổ tung chết tiệt đây là sự thật sao trồng trọt hái ngô chế biến là nghệ nhân làm việc sao nói rõ ràng như vậy nhất định là để nghệ sĩ tới không đến nỗi tổ tiết mục tới khiếp sợ nếu quả thật là như vậy có chút đáng xem a à, ta cũng bắt đầu chờ mong qua wow, tiểu ca ca này chẳng lẽ là đạo diễn sao đẹp trai ngất xỉu ta rồi mô đen mới này làm cho người ta hai mắt tỏa sáng ngôi sao làm việc đồng án phối hợp với cuộc sống nông thôn, điều này chưa từng xuất hiện. Cũng có người đối với nam sinh trắng nõn, tuấn tú đột nhiên xuất hiện này sinh ra hứng thú nồng đầm. Chương 06 Mới khách quý, nhiệt ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi tuyên bố quy tắc với Hoàng Lũy và Hà Quýnh, Tô Triệt lại tiến hành trao đổi với hai người. Đại khái chính là giảng giải một ít bố cục nhà nắm vân vân. Trong khi đó, anh cũng sẽ hướng dẫn các nhiếp ảnh gia chuyển đổi vị trí máy bay một cách thích hợp thể hiện từng nơi trong ngôi nhà nắm những gì nên nói xong tôi triệt quay đầu trở về thấy người rời đi khán giả vừa bị nhan sắc tôi triệt hấp dẫn không khỏi có chút thất vọng tôi triệt trở lại trước sau máy theo dõi liếc mắt nhìn thời gian đã đến lúc liên kết tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía lưu kỳ phát hiện cô nàng này cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cơ hồ muốn dán ở trên màn hình máy tính. Cổ áo trước ngực tương đối rộng rãi, một chút xuân sắc chợt hiện. Tô triệt chế nhạo nói. Cậu muốn chui vào trong máy tính sao? Nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể mềm mại của Lưu Kỳ rung lên, hoảng loạn lui về phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Cô chỉ vào màn hình, nhỏ giọng nói. Màn hình trực tiếp hướng gió thay đổi, đều khen anh đẹp trai, còn có tiết mục thú vị. Tô Triệt không có ngoài ý muốn, dù sao nhan sắc hiện tại của mình, chỉ có độc giả phi lưu mới có thể so sánh. Giới giải trí kia đều là cặn bã, quá sức cùng hắn so sánh. Về phần thiết lập tổ tiết mục, thế giới này lần đầu tiên xuất hiện, khẳng định mới mẻ độc đáo. Cái này không quan trọng, thành tích của chương trình nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, nói chính sự trước, khách mời bên kia đã nói chưa? Trước khi quay phim, vì độ đề tài, hắn đã sớm bảo Lưu Kỳ đi liên hệ với khách quý kỳ này, báo cho một ít hạng mục cần chú ý. Đương nhiên, có nhiều thứ không thể để cho bọn họ biết, thì là ngậm miệng không nói. Nhưng có một việc khiến Tô Triệt có chút bất ngờ, khách mời mà tổ tiết mục mời tới lại có họ ba. Chờ sau khi hắn hiểu rõ, mới hiểu được. Lúc này nhiệt ba mới ra mắt, là nữ nghệ sĩ mới được truyền thông gia hưng nâng đỡ đến chương trình giải trí là để nâng cao độ nổi tiếng. Tổng sở Chu Tri, chương trình giải trí là một trong những phương thức dễ hút fan nhất. Ngoài ra còn có dương tư và từ tranh. May mà có một người đàn ông, có thể kháng cự một chút. Nếu không, tôi triệt không biết đau đầu tìm tráng đinh ở đâu. Đã liên lạc xong, mặc dù có chút nghi hoặc quy tắc chúng ta chuyển biến, nhưng các vị lão sư đều rất dễ nói chuyện. Lưu Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, vì sao muốn bọn họ gọi món lớn như vậy, đơn giản một chút không tốt sao? Nhiệm vụ của Tô Triệt là để cho các khách quý đưa ra món ăn tương đối khó làm, nói cách khác dùng tiếng phương Bắc mà nói chính là món ăn cứng. Quyết định này làm cho Lưu Kỳ có chút khó hiểu. Không nên dễ dàng một chút sao, làm sao thiết lập khó như vậy? Đôi mắt trong suốt của Tô Triệt hiện lên một ý vị khó hiểu. Nhàn nhã nói: Tăng thêm độ khó lúc này mới đáng xem. Bạn nói xem khán giả muốn xem các ngôi sao trước màn hình để sống một cuộc sống thoải mái và tận hưởng nhiều hơn một chút, hay họ muốn xem làm việc đồng án để chịu đựng. Lưu Kỳ không giả vờ suy nghĩ. Vậy còn phải nói, đương nhiên là ăn. Nói đến đây, lời nói của nàng dừng lại. Lúc này mới ý thức được ý tứ của tôi triệt. Giữa khổ và hưởng thụ. Vô luận nghĩ như thế nào đều biết, khán giả khẳng định là muốn xem minh tinh nghệ sĩ ngăn nắp xinh đẹp làm việc trong ruộng. Thảm một chút càng đáng xem. Đổi nguyên liệu nấu ăn thì cần mọi người làm việc. Khách mời gọi đồ ăn càng khó, nguyên liệu nấu ăn lại càng đắt, như vậy lao động đổi lấy rõ ràng lại càng khó. Trải qua một loạt suy nghĩ, miệng lưu kỳ há to. Rất là giật mình. Tô Triệt cười cười, không để ý đến cô nàng đang ngẩn người này ánh mắt một lần nữa đặt ở nhà nắm không lâu đâu một tiếng chuông điện thoại vang lên hoàng lũy hà Quỳnh đang tán gẫu dừng động tác trong tay lại tới ngay hai người nhìn nhau theo như lời tô triệt đây là khâu gọi món mới cư dân mạng đang xem nghe được tiếng điện thoại cũng lập tức nâng cao tinh thần hoàng lão sư nếu không chúng ta cùng đi xem một chút hà lão sư đề nghị có thể cũng không biết lát nữa khách nhân sắp tới là ai muốn ăn món gì nếu ăn mãn hán toàn tịch thì sao thầy hoàng vừa cười vừa nói vậy tôi cho nó một đôi dép còn muốn ăn mãn hán toàn tịch chúng ta một phân tiền cũng không có tới làm việc trước rồi nói chuyện khác hai người một đường nói nói cười cười đi tới bên cạnh điện thoại hà quýnh ấn nút loa điện thoại lập tức truyền đến một thanh âm thanh thúy dễ nghe alo là phòng nắm sao thanh âm rất êm tai lão sắc phê trong phòng truyền hình lập tức kích động lên là ai sẽ là ai lão phu trong khoảng thời gian ngắn lại đoán không ra là ai mẹ à nhất định là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thanh âm cũng quá dễ nghe có phải là nha nha hay không có chút giống cảm giác giống triệu lỵ dĩnh a à, không phải dĩnh bảo chúng ta tới chứ đối với những điều chưa biết mọi người luôn tìm mọi cách tò mò Nhiệt tình một chút đã được điều động. Trong khoảnh khắc, cư dân mạng trong phòng truyền hình trực tiếp đều bắt đầu gia nhập đội ngũ suy đoán. Xuất hiện kết quả này là tôi triệt vui vẻ nhìn thấy. Đoán đi, đoán đi, càng đoán càng nóng. Phân đoạn gọi điện thoại chính là lợi dụng thiên tính tò mò của cư dân mạng đi đạt được mục đích hấp dẫn hơn nữa. Nếu không là thời gian khẩn cấp, hắn nói không chừng muốn thêm cái biến thanh khí và tăng điểm suy đoán độ khó so với cư dân mạng không biết chuyện, hai người Hà, Hoàng ở bên cạnh điện thoại đã sớm biết người bên kia điện thoại là ai. Nhưng vì hiệu quả của chương trình mà tôi Triệt nói, bọn họ vẫn phối hợp giả vờ không biết. Thanh âm này dễ nghe như vậy, là vị nào? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm dí dỏm. "Thầy Hà, thầy đoán xem, hắc hắc, đúng rồi, em muốn gọi món, em muốn ăn đại loạn hầm." Nghe được món ăn này, khán giả nhất thời cười đến phát điên. Ăn đồ ăn cứng như vậy, không phải là đông lăng lão muội chứ, thanh âm ngọt như vậy không phải chứ. Em nhớ anh kia nói, nguyên liệu nấu ăn phải đổi, gọi món này chẳng phải là rất nhiều việc sao. Vậy thì không, mặt thầy Hà và thầy Hoàng đều suy sụp. Nữ nghệ sĩ xuống đồng làm việc, rất hợp khẩu vị của tôi. Bên này hả hê? Thầy Hà và thầy Hoàng thì có chút chua xót. Đại loạn hầm, đó chính là món ăn cứng A. À. Cũng không biết phải làm bao nhiêu việc mới có thể đổi được nguyên liệu nấu ăn. Cô giáo Hà che microphone, nhìn về phía cô giáo Hoàng. Nói thế nào, thầy Hoàng? Hoàng lũy trầm ngâm một lát, vùng tay lên. Trước mặt kệ, người đến trước làm việc ba tiếng, muốn ăn cơm phải làm việc trước. Cô giáo Hà nhận lệnh gật đầu, nói với đầu dây bên kia. Được, vậy ngày mai gặp. Nhiệt ba ngọt ngào nói ngày mai gặp. Kết thúc cuộc gọi. Thầy Hà lắc đầu, vừa có chút trầu rĩ. Nhưng giây tiếp theo. Điện thoại lại vang lên. Cô giáo Hà giật nảy mình. Hành động này, một lần nữa làm cho người xem cười ra tiếng, rất buồn cười. Sau đó, cô giáo Hà lại nhận điện thoại. Vừa mới lại nhảy dập đầu xong, lại gọi điện thoại tới một lần nữa. Sau khi tất cả các cuộc điện thoại đã được thực hiện, ngay cả hoàng lũy ổn trọng cũng phiền muộn Tổng cộng ba cuộc điện thoại Lần lượt phải ăn đại loạn hầm Gà thái hạt lựu cung bảo Măng khô xào Ngoại trừ cái cuối cùng Cơ bản đều là món ăn lớn A Đây chính là không biết phải làm bao nhiêu việc Nghĩ vậy Hai người không kìm lòng được nhìn về phía nam nhân Đứng ở bên ngoài Đây là bóc lột A Chỉ có điều Hoàng lũy và Hà Quýnh sợ hãi nhìn về phía tô triệt Cảnh tượng này bị ống kính bắt được truyền tới trong mắt khán giả. Cư dân mạng cười đến ngửa tới ngửa lui. Quá khôi hài, hai vị lão sư đều bắt đầu sợ, đây quả thực là cấp bậc địa ngục. Là ta, ta cũng suy nhược, chịu không nổi a. À. Đạo diễn này không chỉ đẹp trai, tra tấn người cũng có một tay. Hà Quýnh cùng hoàng phần thở dài một hơi. Chấp nhận thực tế này. Chuyện ngày mai, ngày mai nói sau, chúng ta làm cơm tối trước đi thầy Hoàng. Hà Quýnh đề nghị bọn họ một đường chạy tới còn chưa ăn cơm thầy hoàng gật đầu đi thôi từng bước một hai người dựa vào nguyên liệu nấu ăn cơ bản đặt trong phòng nắm chuẩn bị bữa tối của bọn họ bên kia bắt đầu nấu cơm tôi triệt cũng nhìn đồng hồ hướng bên cạnh phân phó lưu kỳ hiện trường ngươi xem một chút ta ra ngoài làm chút chuyện à lưu kỳ kinh hãi không có anh em không được cảnh tượng lớn như vậy thấy thế nào? Tô Triệt. Yên tâm, tiếp theo đều là nội dung ổn định, cô cứ phụ trách xem là được rồi, có việc thì gọi cho tôi. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, hắn liền nhanh chóng rời đi. Chuyện ruộng ngô và ruộng đồng còn chưa đàm phán xong. Hôm nay nếu không giải quyết xong, ngày mai lấy đâu ra việc đồng án làm? Sau khi chương trình ổn định, Tô Triệt phải lập tức giải quyết tai họa ngầm này. Thấy Tô Triệt càng đi càng xa lưu kỳ nhỏ yếu đáng thương ở lại tại chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất à ta không được a à. Tô triệt cậu phải nhanh chóng trở về a à. chương 7 nhận thầu cái này mấy khối thổ địa cầu hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio tôi triệt trời đi tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn thấy tim mỗi người đột nhiên lập bập một chút thậm chí trên mặt thầy hà và thầy hoàng đang nấu cơm cũng có chút mất tự nhiên chương trình phát sóng đến nay đã được một giờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà không có bất ngờ điều này làm cho mọi người cảm thấy bình an vô sự đồng thời có loại sống sót sau tai nạn nhưng hiện tại cái này chủ trì đại cục để mọi người cảm thấy an tâm tồn tại vào lúc này vậy mà rời đi bởi vậy mọi người không hiểu sao cảm thấy hoảng loạn Tô Triệt trời đi như có cảm giác quay đầu lại, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút u oán. Tô Triệt không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ rời đi một hồi, cũng không phải bỏ trọng trách không làm, sao mỗi người đều nhìn qua như vậy. Bất quá, nghĩ lại, Tô Triệt cũng biết băn khoăn của mọi người. Vì thế hướng mọi người khoát tay, làm thủ thế yên tâm. Sau đó nhàn nhã rời đi. Mọi người trong tổ làm chương trình nhìn thấy động tác này, hơi yên lòng thầy Hà và thầy Hoàng cũng tiếp tục nói chuyện phím nấu cơm. Có lẽ, bọn họ đều không nhận ra. Trong lúc bất tri bất giác, sức ảnh hưởng của tô triệt đối với bọn họ đang vô tri vô giác. Từ nhà nắm đến làng. Dưới sự giúp đỡ của thôn dân, tô triệt tìm được nhà trưởng thôn. Dù sao loại công trình lớn này, vẫn phải có người có uy vọng nối dây từ trong đó. Trưởng thôn là một lão nhân tóc không nhiều lắm, khuôn mặt ngăm đen, lưng còng từng tham gia quân đội, tay xé giặt. Tô Triệt nói rõ ý đồ đến đây, thái độ thành khẩn. Dù sao cũng đã trễ như vậy, người ta cũng sắp nghỉ ngơi, bị mình quấy rầy, rất ngượng ngùng. Trưởng thôn vừa nghe Tô Triệt là đại diện cho mang quả đài thuê đồng ruộng trong thôn. Cơn buồn ngủ trong mắt lập tức biến mất, vô cùng nhiệt tình. Kéo tay Tô Triệt, kích động nói. Dễ nói, đều dễ nói. Một mẫu có đủ hay không, không đủ chúng ta có thể thêm, một ngàn mẫu ta đều có thể an bài, muốn hay không cái khác, chúng ta nơi này còn có ngô đất, quản đủ. Tô Triệt bị con số này dọa sợ. Vội vàng ngắt lời. Đủ rồi đủ rồi, một trăm mẫu là đủ rồi, đất ngô cũng có thể dùng một chút. Trưởng thôn nghe nói đủ rồi, có chút tiếc nuối. Mang quả đại là một cái đài lớn, tôi đang suy nghĩ có nên nhiều hơn một chút hay không. Tô triệt xấu hổ thật sự đủ rồi, quá khách khí với trưởng thôn. Trải qua nhiều lần xác định, trưởng thôn lúc này mới không tiếp tục. Điều này khiến tô triệt náo loạn quá mức. Trưởng thôn một ngùng một ngàn mẫu, nếu thật sự nhiều như vậy, cô giáo hà bọn họ quay xong tiết mục, ít nhất phải lột da. Sau khi thương lượng xong tất cả chi tiết, trưởng thôn dẫn tô triệt đến nhà thôn dân bàn chuyện thuê đất. Đất đai là nhà nước, nhưng dân làng có quyền sử dụng. Hiện tại việc Tô Triệt phải làm là nhận thầu quyền sử dụng trong một thời gian ngắn. Đi chưa được bao lâu, bọn họ đã tới nhà thứ nhất. Trưởng thôn gõ cửa. "A Tân, mở cửa, tìm cậu có chút việc." Nghe thấy tên, Tô Triệt nheo mắt một cái. Trưởng thôn nhiệt tình giới thiệu với Tô Triệt. Thành tích của A Tân không lý tưởng, dứt khoát bỏ học sớm trở về thôn trồng trọt. Cái tên này, tao ngộ này vẻ mặt tô triệt càng lúc càng cổ quái rất nhanh cửa mở ra là một người đàn ông tóc ngắn nhìn thấy trưởng thôn a à tân có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn thấy tô triệt bên cạnh ánh mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét tô triệt nhận ra sự khác thường này có chút mơ hồ a à tân hỏi trưởng thôn tìm tôi có chuyện gì trưởng thôn nói rõ ý đồ đến đây nhưng vừa mới nghe xong a à tân liền một mực từ chối mặc kệ, đất là của tôi, tôi không muốn cho thuê. Trưởng thôn thấy thế khổ sở khuyên bảo, nhưng thái độ của đối phương phi thường kiên định. Tô Triệt đứng ra, vừa định mở miệng. Nhưng A Tân trực tiếp đóng cửa lại. Mặc kệ nói bao nhiêu lần, tôi vẫn giữ thái độ đó, đừng quấy rầy tôi nữa. Hai người ăn canh bế môn. Tô Triệt nhìn cánh cửa đóng chặt, có chút chần chờ. Thôn trưởng. À à, ta nhớ ra rồi thôn trưởng nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chợt nói. A à, tân lão bà mấy năm trước đi theo tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử chạy, cho nên. Nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tô Triệt. Hiểu rồi. Lần này Tô Triệt rốt cuộc đã hiểu, trách không được ngữ khí không tốt. Thì ra là nằm súng. Đẹp trai cũng là một tội lỗi. Thôn trưởng chăm điếu thuốc, ngượng ngùng nói. Chúng ta đi nhà kế tiếp đi. Tô Triệt gật đầu. Được. Nhà kế tiếp cũng không đến mức bị cắm sừng, oán khí lớn như vậy chứ. Nhưng mà nhà kế tiếp, quả thật không phải đội nón xanh. Nhà thứ hai là một quả phụ hơn 30 tuổi. Một phút sau, mười mấy ánh mắt quyến rũ liên tục ném về phía Tô Triệt. Tiểu ca, nói chuyện phím với em, đừng nói thuê, sử dụng miễn phí cũng được. Lời này vừa nói ra, Tô Triệt sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Nếu không là trưởng thôn ở bên cạnh, có thể sẽ bị hút. Hai người lại đến thăm. Nhưng nói chung không thuận lợi lắm. Bởi vì tin tức trong thôn phong bế, tư tưởng phần lớn tương đối truyền thống, không thể tiếp nhận sự vật mới mẻ, cho nên Tô Triệt có chút khó khăn. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường. Có thể kiếm tiền, cơ bản đều là dựa vào thông tin kém. Lại là đi một đoạn thời gian. Tô Triệt và trưởng thôn đi tới một gia đình trải qua những gì đã trải qua tô triệt đã quen thuộc mở thẳng ra lão nhân gia chúng ta là nhà nắm lão nhân lớn tiếng nói nhà gì tô triệt nhấn mạnh chúng tôi ở nhà nắm ông già nắm gì cơ tô triệt tiếp tục kiên nhẫn nói chúng tôi ở nhà nắm muốn tìm ngài thuê một chỗ lão nhân gật đầu như có điều suy nghĩ a à, mễ kỳ diệu diệu ốc a à. tô triệt đại gia ngươi thật là ẩm ướt a à. tô triệt không nói gì nhìn về phía trưởng thôn thôn trưởng xấu hổ sờ sờ mũi lỗ tai lão trần có chút không tốt để tôi nói đi đây đâu phải lỗ tai không tốt quả thực là phi thường không tốt nhưng cũng may giọng làng đủ lớn hai người giống như đối với trống bình thường trao đổi rốt cục đem sự tình nói xuống nhận được câu trả lời khẳng định Tô Triệt vội vàng lấy ra hợp đồng đã in xong ở phòng nắm, tổ làm chương trình có máy in. Chờ bàn tay run rẩy của đối phương, sau khi ký tên vào hợp đồng. Tô Triệt lau mồ hôi, cảm thán thật không dễ dàng. Một nghề này, cũng may rốt cục giải quyết. Ngày mai có việc làm rồi. Sau một phen cảm tạ, trưởng thôn cùng Tô Triệt từ trong nhà lão nhân đi ra. Trưởng thôn cảm khái nói. Lão Trần cũng thảm, bạn già 10 năm trước đi rồi, vẫn cùng nhi tử nương tự lẫn nhau, thế nhưng làm nhi tử không học giỏi, vừa cùng người đánh bạc vừa hít thuốc phiện, đem gia đình đều bại, chỉ còn lại có hắn trong coi ruộng đất, lẻ loi. Tô Triệt nghe vậy, vẻ mặt hơi ngưng trọng. mấy thứ này chính là hại người a, à, ta cùng bài đọc bất cộng đái thiên. trưởng thôn, a, à, nghe sao lại có chút là lạ. chương không nhất trí khen ngợi danh tiếng bạn đang nghe tại truyện chấm audio chờ đến khi tôi triệt trở lại phòng nắm bất kể là người đang làm việc hay là thầy hoàng thầy hà đang chủ trì chương trình trái tim treo lơ lửng trong lòng lập tức rơi xuống đất an ổn đồng thời lại một lần nữa tập trung quay phim chỉ là có thể thấy được nhiệt tình của mọi người càng thêm tăng vọt lưu kỳ vội vàng đứng dậy như được cứu vô cùng lo lắng kéo ghế đạo diễn ra một ít để tôi triệt ngồi xuống sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt, lấy lòng bác nhã lấy ra quạt cho hắn. Đừng nói nữa. Rất mát mẻ. Ngay sau đó Lưu Kỳ lại lấy ra một chai nước, mở nắp ra. Tô Triệt nhận lấy nước, thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi mệt mỏi này được giảm bớt. Ánh mắt cậu nhìn Thầy Hoàng, Thầy Hà đang tiến hành tiết mục bình thường trước mặt. Thuận miệng hỏi. Không xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Kỳ vội vàng trả lời. Không xảy ra chuyện gì, nhưng ta sợ muốn chết, cả người không được tự nhiên, cũng may ngươi đã trở lại. Nói xong, còn có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất khi Tô Triệt không có ở đây, đột nhiên xảy ra sự cố, vậy cô thật sự kêu trời không đáp, kêu đất không linh. Tô Triệt nói. Lá gan còn phải đề cao. Kỳ thật, quá trình đêm nay cũng không kém nhiều lắm. Hiện tại cũng đã gần 12 giờ nếu như không có gì ngoài ý muốn, đến giờ phát sóng trực tiếp sẽ kết thúc. Sau đó tất cả nội dung phát sóng trực tiếp tối nay sẽ do đội hậu kỳ của xoài tiếp nhận, cuối cùng đặt thành từng mảnh trên nền tảng. Chờ sáng mai 8 giờ thời điểm, nơi này trực tiếp tiếp tục mở ra, sau đó tiếp tục cắt nối biên tập hậu kỳ chế tác, tuần hoàn lập đi lặp lại. Liên tục phát sóng trực tiếp 2 ngày, kỳ quay phim đầu tiên ở đây chính thức kết thúc. Thầy Hà và thầy Hoàng cần đi tham gia những thông báo khác. Tô Triệt cũng có thể rảnh rỗi để xử lý những chuyện khác. Hắn cũng không có đương nhiên cho rằng, nơi này chuyện phát sinh có thể vẫn giấu giếm. Giới giải trí chính là một cái trăm ngàn lỗ hổng phòng ở, không có tin tức là truyền không ra ngoài. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên có tiền, ngược lại có thể ngăn chặn tin tức. Rất nhanh, thời gian từng chút từng chút trôi qua. Ở trước ống kính, cô giáo Hà đang nói chuyện phím, chơi trò chơi cùng cô giáo Hoàng rửa mặt xong chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Buổi phát sóng trực tiếp tối nay bắt đầu hạ màn. tôi Triệt tra hiệu. Toàn bộ máy móc đều tắt. Phòng truyền hình trực tiếp trở nên tối đen. Khán giả, có chút ý tứ vẫn chưa hết. Nhất là ở bị đêm nay sở tuyên bố làm việc đồng án đổi nguyên liệu nấu ăn quy tắc, còn có ngày mai sắp đến ba cái minh tinh nghệ sĩ sở treo đủ khẩu vị. Bọn họ hận không thể, dây tiếp theo liền ngày hôm sau, sau đó bức thiết biết ngày mai nội dung là cái gì. Ai, bất tri bất giác tự nhìn 2 giờ rồi, thời gian thật nhanh à, nói ngày mai sẽ có cái nào khách quý lại đây à, gấp chết ta. Tổ làm chương trình sẽ thèm ăn, tối nay tôi không ngủ được. Chương trình hay như vậy, không thể mai một, tôi muốn đưa cho bạn bè cùng xem. Rốt cuộc sẽ có ai tới à, quá khó đoán đi, tôi muốn đi đăng bài. Ta cũng đi, nhiều người lực lượng lớn có càng ngày càng nhiều cư dân mạng đi lên mạng thảo luận khách quý ngày mai sẽ xuất hiện tiết mục cùng với nội dung làm việc phía sau mà có người thấy trên mạng đột nhiên xuất hiện đề tài thảo luận mới nhào nhào tò mò tiến lên trong lúc bất tri bất giác rất nhiều cư dân mạng không biết chuyện bị đề tài thảo luận này hấp dẫn vào ngôi nhà nắm chậm rãi độ đề tài đang lặng lẽ không ngừng đề cao thầy hà thầy hoàng vất vả rồi Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy đi tới, Tô Triệt cười hàng huyên nói. Hoàng Lũy khoát tay áo. Tiểu ý tứ, tình hình phát sóng trực tiếp tối nay thế nào? Tô Triệt nhìn về phía Lưu Kỳ, Lưu Kỳ nhận được tin tức, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cao nhất phát sóng nhân số 50 vạn, cả trận trung bình xem nhân số 45. Số liệu này vừa được công bố. Vẻ mặt Hoàng Lũy và Hà Quýnh dừng lại. Không phải bởi vì thành tích quá kém, ngược lại, tốt bất ngờ. Phải biết rằng đây chính là chương trình mới, hơn nữa gần như không có tuyên truyền gì. Quan trọng nhất, nhân số bảo tồn phi thường ổn định, người đi vào cơ hồ đều lưu lại. Đối với kết quả này, phi thường kinh ngạc. Tô Triệt nhìn bộ dáng kinh ngạc của hai người, khẽ cười nói: "Đây mới chỉ là đêm đầu tiên mà thôi, ngày mai nhân số có lẽ sẽ nhiều hơn, vất vả cho hai vị lão sư rồi." Thầy Hà và thầy Hoàng vội vàng xua tay, không vất vả, không thể không nói, tô triệt, suy nghĩ của cậu thật là ghê gớm. Đúng vậy, trải qua chuyện này, ta xem như phục rồi, còn phải là người trẻ tuổi a. À? Hai người khen ngợi. Đối với lời khen ngợi của bọn họ, tô triệt không trả lời. Chỉ là vẻ mặt an tĩnh, không ngừng gật đầu khách khí phụ họa đối phương. Hy vọng ngày mai hai vị còn có thể nói ra những lời không vất vả. Chưa từng làm việc đồng án cũng không biết, thống khổ của ngươi, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Điều này cũng bình thường, mặc dù Hà Quýnh và Hoàng Lũy kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng rất khó đi định lượng, công việc ngày mai sắp đến. Sau đó, Tô Triệt cùng Hà Quýnh, Hoàng Lũy tán gẫu vài câu. Sau lần hợp tác đầu tiên, quan hệ của bọn họ thân thiết hơn một chút. Sau khi Hàng Huyên không nhiều lắm, Hà Quýnh và Hoàng Lũy trở lại phòng nắm ngủ, nơi đó đã sửa sang xong. Tô Triệt nhìn hiện trường, có người đã bắt đầu ngáp. Tô Triệt vỗ vỗ tay. Tất cả mọi người lại đây. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, đồng loạt vây quanh Tô Triệt. ts Có người nhìn sao, ta thật khoảng A. Chương không chính. Vẽ bánh nướng, đây là truyền tiêu sao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô Triệt hài lòng gật đầu. Bắt đầu nói. Mọi người đêm nay biểu hiện rất tốt, nhưng tôi cảm thấy mọi người khẳng định có thể làm tốt hơn, tôi tin tưởng, tiết mục sẽ dưới sự nỗ lực của mọi người, sẽ sáng tạo ra huy hoàng thuộc về chúng ta. Chúng ta có hy vọng đem tơ nắm nhà, chế tạo thành một cái thịnh hành cả nước quốc dân tống nghệ, đến lúc đó. Nói đến đây, tôi triệt dùng ngón tay chỉ tất cả mọi người ở đây. Ngươi, ngươi, ngươi còn có các ngươi, toàn bộ mọi người đi ra ngoài thời điểm trên người nhãn hiệu chính là năm nay tốt nhất tống nghệ thu hình quán quân chế tác nhân viên, hấp dẫn nhất tống nghệ người cống hiến, quốc dân tống nghệ tiết mục sáng lập nhân viên. Thử nghĩ một chút, cảm giác kia có phải rất sảng khoái hay không? ầm ầm nghe tiêu đề này. Trong mắt mọi người nháy mắt bốc lên lửa nóng, chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt tình mãnh liệt trong ngực, nổ tung. Khoảnh khắc này, bọn họ cảm giác lời nói của Tô Triệt, dấy lên cảm xúc của bọn họ máu dâng lên đầu, tim đập thình thịch. Cùng với, bụng có chút no bụng. Cái này không quan trọng, quan trọng là, lúc này bọn họ giống như thấy được tiết mục thành công, đám người mình ở trong nghề thu được vô số người theo đuổi, ca ngợi. Sảng khoái, rất sảng khoái. Có người kìm lòng không được cùng nhiệt hô to. Kế tiếp cũng lục tục có người phụ họa. Xem hiệu quả đạt được. Tô Triệt vô cùng hài lòng. Được đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau đem nhà nắm chế tạo lên, trước tiên định một cái mục tiêu nhỏ, để cho tiết mục trở thành cùng kỳ thu hình quán quân, sau đó quyền đánh vui vẻ đại bản doanh, chân đá chạy nam, xưng bá chương trình giải trí, mọi người có lòng tin hay không? Dưới sự gia trì của các loại bánh lớn, ánh mắt mọi người đã điên cuồng. Đồng thanh hô to. Có lòng tin. Thanh âm vang vọng bốn phía. Thanh thế to lớn đang chuẩn bị ngủ hà lão sư cùng hoàng lão sư đều bị dọa nhảy dựng vẻ mặt nghi hoặc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao em lại có cảm giác ngộ nhập truyền tiếu thầy hoàng trong đầu hà quý nảy sinh ý nghĩ kỳ quái này thầy hoàng nghe động tĩnh bên ngoài chỉ vào những lời chăm chọc vô tình bên ngoài tô triệt nhìn không thấu nếu không bây giờ là xã hội pháp chế không chừng có thể làm ra chuyện gì gây tai họa cho xã hội mặc kệ hắn chúng ta ngủ đi bên ngoài nhà nắm đậu má lực vẽ bánh lớn như vậy sao tôi triệt vội vàng đưa tay đè xuống những người này tùy tiện nói vài câu vậy mà liền như vậy điên cuồng thật sự tốt lừa gạt bất quá động tĩnh quá lớn nếu ầm ĩ đến người khác thì không tốt được mọi người đã có lòng tin như vậy như vậy mọi người cùng nhau cố gắng lên đêm nay vất vả một chút mọi người trực suốt đêm xem hiện trường một chút buổi tối phải có người trực Mọi người nghe vậy, lòng đầy ý chí chiến đấu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Hiện tại bọn họ chỉ cảm giác đánh đầy máu gà. Thậm chí không nhận ra, họ không thể ngủ cả đêm. Ngày mai còn phải tiếp tục công tác quay phim. Sự tình phân phó xong, tôi triệt xu mọi người đi. Sau đó tự mình đến xe tải của tổ tiết mục ngủ. Đêm nay liền chấp nhận một chút. Về phần những nhân viên công tác kia, có bánh vẽ gia trì, ít nhất có thể tinh thần một buổi tối phần còn lại sẽ được sắp xếp vào ngày mai đêm nay chỉ là món khai vị tình huống ngày mai mới có thể biết tiết mục có thể tạo thành ảnh hưởng như thế nào cho nên ngày mai là một khâu phi thường thận trọng trong chương trình này mục tiêu của tôi triệt vẫn rất rõ ràng đó chính là dựa vào các loại thao tác trong nhà nắm làm ra danh tiếng dù sao hiện tại thân phận của hắn vẫn chỉ là một thực tập sinh không còn nhiều thời gian cho hắn nếu như thắng đó chính là hội sở người mẫu non nớt một con rồng ngược lại vậy hắn phải nghĩ biện pháp khác giới giải trí nhiều mỹ nữ như vậy đang chờ hắn mục tiêu của mình là bách nhân trảm cái này không cần nỗ lực nhiều cùng lúc đó hoạt động giải trí gần museum house chương trình mới museum house rất khuyến khích chương trình giải trí này đẹp quá mọi người mau đi xem nhất là đạo diễn kia rất đẹp trai gia đình mọi người ai hiểu a à, xem chương trình giải trí yêu đạo diễn sắc mặt ngô năng vô cùng khó coi hai mắt đẫm máu gắt gao trừng mắt nhìn máy tính trước mặt tay phải trượt chuột điên cuồng nhìn đến cuối cùng hắn trực tiếp đập vỡ con chuột làm sao có thể tại sao lại là tình huống này hắn vốn là ông thái độ hả hê khi người gặp họa đến xem trực tiếp đêm nay do tên mặt trắng tô triệt dẫn chương trình này nhất định sẽ hỏng bét nhưng không nghĩ tới tình huống cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn không giống nhau danh tiếng thế nhưng nhất trí rất tốt nhân số cũng đang ổn định gia tăng đầy thấy thế nào cũng là một tiết mục chất lượng tốt thậm chí sau khi kết thúc còn có cư dân mạng lên mạng ủng hộ tào tháo lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên ngô năng lấy lại tinh thần sắc mặt đột biến vội vàng nghe điện thoại. Này! Tiểu tử này vận khí có chút tốt, ta cũng không biết tiểu bạch kiểm kia có thể lăn qua lăn lại như vậy, yên tâm, tiết mục này chỉ định làm không nổi. Vân vân vân, tôi biết rồi. Ngô năng liên tục gật đầu đồng ý, cam đoan, lúc này điện thoại mới cúp. Anh đặt điện thoại xuống. Vẻ mặt âm trầm nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính. Phía trên vô số lời khen ngợi, làm cho hắn cảm thấy đặc biệt chói mắt. Ngô năng nắm chặt hai tay, gân xanh trên mặt nổi lên, dị thường khó coi. Vận khí tốt đúng không, hy vọng phía sau ngươi cũng có thể tốt như vậy. Trong mắt hắn hiện lên một tia âm u. Chương 10 Như thế sẽ tràn bức, không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm ngày hôm sau. Bầu trời bắt đầu tờ mờ sáng. Một tia bình minh phá tan toàn bộ tầng mây. Ngáp. Tô Triệt từ ghế sau xe đứng lên, ngáp một cái. Hơi tinh thần một chút rồi đi xuống xe. Ha ha, tinh thần mọi người không tệ a. À. Tô Triệt hướng về phía mỗi nhân viên công tác giữ vững cương vị chào hỏi. Mọi người đã là vẻ mặt mỏi mệt, hốc mắt hiện ra vành mắt thâm quần, hiển nhiên giống như miệt mại quá độ. Nhưng nhìn thấy Tô Triệt đến, bọn họ vẫn miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Loại diện mạo tinh thần này, làm cho tôi triệt thấy cũng không khỏi cảm giác bánh vẽ vẫn rất có hiệu quả, trách không được nhà tư bản luôn thích dùng phương thức này. Sau khi chào hỏi xong, anh ta lại nhấn mạnh một số việc với mọi người. Sau đó trở lại vị trí của máy theo dõi, cúi đầu nhìn thời gian. Bây giờ đã gần 7 giờ, thời gian cảm giác không kém nhiều lắm. Đầu tiên là gọi Hà Lão Sư cùng Hoàng Lão Sư rời giường, sau đó lại an bài lưu kỳ thúc dục khách quý sắp tới một chút. Thật bất ngờ, Học ba đã đến và sẽ đến trong vài phút nữa. Mà chờ sau khi tất cả điều hành xong. Tô Triệt vội vàng vẫy tay. Được rồi mọi người, bật máy lên. Mọi người nghe vậy, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, tuân theo bắt đầu thao tác. Hiện trường quay phim lại hoạt động. Theo máy móc nhà nắm mở ra, phòng truyền hình trực tiếp trên nền tảng xoài đột nhiên tràn vào một lượng lớn người xem. Rốt cục phát sóng rồi, lão tử thế nhưng là cả đêm không ngủ a à, liền chờ hôm nay phát sóng trực tiếp manh tân tôi từ nhỏ tới đây nghe nói đạo diễn chương trình này rất đẹp trai đẹp trai thì thật đẹp trai nhưng thủ đoạn cũng rất tra tấn lát nữa ngươi sẽ biết ha ha thật sự có chờ mong lưu kỳ đang quan sát số liệu truyền hình trực tiếp nhìn màn hình trước mắt như mơ hồ cô hoài nghi có phải mình ngủ không ngon vội vàng lắc mạnh đầu cố gắng tỉnh táo một chút ngay sau đó lại nhìn màn hình hả không thay đổi nàng không tin tà bắt đầu sợ đánh khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại nhìn số người phát sóng trực tiếp vẫn không thay đổi hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng nhiều đó là sự thật lưu kỳ mở to hai mắt nhìn tô triệt đang chuẩn bị máy bay chính thống nhận ra sự khác thường bên cạnh phát hiện lưu kỳ bên cạnh vừa lắc đầu vừa đánh mình hành vi phi thường quái dị. Làm gì, chúng ta à? Lưu Kỳ kích động chậm rãi quay đầu lại, thân thể run rẩy chỉ vào màn hình máy tính. Chúng ta. Hình như. Phát hỏa rồi. Thanh âm của nàng đều bắt đầu run rẩy. Cháy à. Tôi triệt tự như nghĩ tới điều gì, lập tức tiến đến trước màn hình. Nhìn thấy số người xem ngôi nhà nắm lúc này. Lúc này mới hiểu được Lưu Kỳ vì sao thất thố như vậy bởi vì nhân số quan sát đã đạt tới hơn 98, tiếp cận 100 vạn nhân số. Đây là khái niệm gì? Lý Vân Long nếu như bộ hạ có 100 vạn, cuộc sống tạm ổn chủ tuyến nhiệm vụ nên đổi thành chạy ra hoa hạ. Một người dẫn chương trình có 100 vạn quan sát, vậy hình dạng buổi tối của cô sẽ từ đen đến tím đen, ống nước sẽ mở rộng gấp mấy lần, sinh con thông thuận tự nhiên. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp dựa vào phan tuyên bố tự do tài phú ngôi nhà nắm có thành tích này mà không cần tuyên truyền. Tô Triệt chỉ muốn biểu thị, làm cho người ta đến tới càng mãnh liệt hơn một chút. Bất quá hôm nay tăng vọt nhiều người như vậy, khẳng định là có nguyên nhân nhất định. Anh vội vàng lên mạng kiểm tra tình hình. Chờ sau khi nhìn thấy nội dung ít ỏi. Tô Triệt lúc này mới hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Thì ra sau khi chương trình tối qua được phát sóng, đã có không ít người thảo luận về chương trình mới nhà nắm này trên mạng trải qua một đêm lên men sức ảnh hưởng có đề cao nhất định lúc này đề tài trên mạng về nhà nắm tuy rằng không có trình độ tìm kiếm trực tiếp nhưng đã có một vị trí trong bản đề tài hơn nữa có không ít cư dân mạng tự phát phát các đoạn cắt nối biên tập của chương trình lên mạng hấp dẫn rất nhiều người thảo luận chú ý nhất là đoạn tô triệt tuyên bố quy tắc phía dưới có rất nhiều cư dân mạng nhắn lại đạo diễn này quá đẹp trai đi các chị em đạo diễn của chương trình nào quy tắc thật thú vị ai nghĩ ra quá có tài đùa chết tôi rồi tôi nhất định phải xem chương trình này những bình luận này tôi triệt xem rất sảng khoái mức độ sảng khoái có thể so với một con rồng phục vụ khen dùng sức khen thêm chút nữa hắn chịu được nếu không phải tiếp tục quay tôi triệt có thể tiếp tục xem mấy tiếng nếu tiếp tục theo xu hướng này như vậy hôm nay danh tiếng của hắn nên đánh ra ngoài nghĩ vậy anh buông di động xuống bắt đầu suy nghĩ lưu kỳ cố nén kích động tiến lại gần thế nào có phải sợ ngay người hay không tôi không nghĩ tới sẽ có thành tích tốt như vậy chúng ta có phải thật sự muốn nổi tiếng hay không dựa theo xu thế này đột phá trăm vạn là chuyện sớm muộn không khỏi nàng không hưng phấn Tôi triệt khôi phục vẻ mặt, liếc qua. Không có tiền đồ, chỉ có chút thành tích này cậu đã kích động thành như vậy, nếu đợi 10 triệu, có phải cậu muốn nhảy múa cột không? Nói xong, hắn đem ánh mắt chuyển hướng phía trước, hơi hơi ngẩng đầu, 45 độ góc nhìn lên bầu trời. Chút thành tích nhỏ này chỉ là bắt đầu thôi, tâm tình bình tĩnh một chút. Lưu Kỳ dạy ra tại chỗ. Ánh mắt trừng lớn nhìn nam nhân lạnh nhạt tự nhiên trước mặt này. Tào Tháo bình tĩnh lại. Lão nương vừa rồi chính là nhìn ngươi cầm điện thoại di động vui tươi hớn hở. Bây giờ anh nói với tôi về điểm số nhỏ. Tô Triệt, ngươi so với Vương. Lưu Kỳ âm thầm chăm chọc nói. PS. Mười càng đại cát, quy cầu điểm hoa tươi, đánh giá phiếu, có người nhìn sao?